Dạ em chào anh ạ. Chào em. Hôm nay anh muốn kiếm một lọ nước hoa dành cho nhân dịp 20 tháng 10, một lọ tặng cho người yêu anh và một lọ tặng cho mẹ. Em có option mùa nào giới thiệu cho anh vài mùa để anh tham khảo? Dạ, để em sẽ tư vấn cho mình vài option về cái mùa hương 20 tháng 10 dành cho các chị nhà. Dạ. Thì đầu tiên sẽ là một nốt hương đến từ nhà Narciso. Dạ. Nốt hương ở đây sẽ là cái chai Narciso For Her Forever. Dạ. Dạ, mời mọi người thử. Cái mùa hương này là xuất phát từ Phạm ạ. Dạ, đối với cái mùi hương này thì chủ điểm của nó sẽ là nhóm hoa trắng cùng với xạ hương. Dạ, thì xạ hương ở đây thì được làm một cách theo kiểu phấn hoa, hơi béo mịn trên da mình. Vậy giờ cho anh thêm cái option mùi nào kiểu nó hơi nồng xíu, anh thấy cái mùi này hơi mát. Em chọn cái option kiểu nó hơi nồng nồng xíu. Dạ, một cái option hơi nồng nồng một xíu thì em sẽ có một cái, anh có thể sử dụng hoa nốt hương của nhà nước hoa Nice. Dạ, ở đây thì em sẽ có nhà Materi được nghe. Dạ, anh có thể ngửi qua có mùi này. Cho anh nghe thử. Ở đây là mùi hương Fan Lover. Dạ. Đối với cái nốt hương này sẽ là cái nốt hương chủ điểm là hoa huệ cùng với hoa nhài. Dạ. Tông chủ yếu sau đây sẽ là hoa huệ. Khi hoa huệ lên da thì anh sẽ cảm thấy một nốt hương khá là nữ tính, hơi gợi cảm. Dạ. Hoa huệ được đan xen với lại hoa nhài thì sẽ làm cho một hương nó sẽ trở nên bồng bềnh hơn. Dạ. Thấy mùi này hơi sexy nè. Dạ. Quan trọng cái độ bám tỏa nó tốt em. Đối với độ bám tỏa của mùi hương này sẽ lưu trên da là tầm khoảng 8 tiếng. Dạ. Mùi ok. Giá này tầm khoảng phân khúc khoảng bao nhiêu em? Dạ. Đối với phân khúc của cái nước hoa này nó sẽ phân khúc là tầm từ 6 củ cho lên. Dạ. Nếu anh tặng món quà này cho chị nhà thì đây chính là một option cho hợp lý. Thấy mùa này ok, mùa này hay, mùa có thể lên